chúng ta nói đến các thuật toán mà nó dùng để duyệt đồ thị rồi duyệt mạng. Ở đây ta có đây, đối với nói về duyệt cây đồ thị, thì xem xét một cái trang mạng xã hội mà có nhiều người dùng thì chúng ta mới quan tâm gì, không quan tâm và tính toán xem là tuổi trung bình của những người đó. Việc thường làm sẽ là đi từ đầu đến từ một người dùng đó và sẽ dùng một kỹ thuật nào đó để duyệt các bạn ấy cả và tất cả các bạn ra và cùng từ tất cả. Thì cái việc kiểm duyệt này đảm bảo rằng mọi người dùng đều được thăm, được duyệt một lần và không có người dùng nào được duyệt quá một lần là các kiểu duyệt. Thì chúng ta có hai cái kiểu chính, đó là duyệt theo chiều sâu, chiều rộng. Duyệt theo chiều sâu ấy thì bắt đầu từ một đỉnh y, chọn một trong các cái lân cận của nó g từ danh sách và chúng ta sẽ tiến hành duyệt sâu từ g trước khi duyệt các cái lân cận khác của thằng y. Thuật toán này có thể sử dụng cho cả cây và đồ thị. Thuật toán sẽ xây dựng trên dựng như đây là cái cấu trúc là của stack, tức là ngăn xếp nó duyệt từ dần tiến dần và hạ dần. Thì thuật toán lại khá nhỉ. Thế nên là cái này thì mọi người sẽ phải gõ một cái thôi, không quá khó với vị trí là giờ phải là không phải để quy hay hoàn toàn là mang hết việc tập thông thường đưa vào sách này, kiểm tra này, lấy vào sách này đấy. Cái này thì hồi trước mình cũng mất khá lâu mới hiểu được chữ gì được. Mọi người nếu chưa bao giờ thì phải khó, nó đơn giản thôi, không quá khó. Mọi người cần học khoảng độ 4 tháng là có thể làm được cái rồi. Đúng rồi, chưa đợi cái gì nhá. Bây giờ rất dễ. Mô hình này, ok đi này. Rẽ trái. Rẽ trái tiếp. Hết thịt điểm. Có gì vậy đây. Pop phải ra, xài ra trong sách. Sẽ đi vào. Đúng dạy, đây. Ngoài ra, ta còn phương pháp thứ hai là duyệt theo chiều rộng. Breadth first search, BFS. Chiều rộng thì đầu tiên là bắt đầu nốt, sau đó nhớ thăm tất cả các cái lân cận của nó trước, sau đó thì sẽ xuống mức độ 2 lân cận đến lân cận. Thuật toán này sử dụng cả tòa cây đồ thị, nó sử dụng một hàng đợi cho thứ nhất rồi yeah, đây nó nhất hàng đợi, nó nhét hai thằng này vào, sau đó là thằng bên trái. Đây là nhét hai thằng này vào dưới phải. Thế rồi dần dần bước gọi chuyện. Tiếp theo, có bài toán liên quan là tìm đường nhất. Khi một đồ thị được gọi là liên thông thì có một khả năng là có rất nhiều đường có thể đi được giữa hai nốt. Trong trường hợp đó, chúng ta muốn tìm đường ngắn nhất thì ta có thể toán bài toán Jessica. Toán này thiết kế cho cái đồ thị với trọng số, mà trọng số của nó là không đố dương nhé, âm tính. Để tìm đường ngắn nhất thì bắt đầu từ một cái nốt thôi trước, cả nốt thì ta sẽ tìm một đường ngắn nhất. Đi sky số 0 này, không là đi số này, cả là infinity đúng không? Đi này, đi gần bước 12 này, rồi đi tiếp, đi 12. Cái thuật toán làm gì? Đầu tiên là trọng số 0 cái thằng nốt nguồn và đặt vô cực cho nốt khác. Tiếp đó đánh dấu là nốt là chưa tham gia cùng đặt nốt nguồn bắt đầu. Từ lúc hiện tại ta sẽ xem xét cả các cái nốt mà liên kề nó và chưa thăm rồi tính toán khoảng cách của chúng. Nếu khoảng cách hiện tại cộng với trọng số mà nhỏ hơn khoảng cách đến cái nốt kỳ cận thì sẽ như vậy. Sau khi xem là các nút hiện tại cạnh nó thì ta sẽ xóa cái nút ta nhận chọn ra khỏi nút chưa thăm và vòng nữa. Cái này cần phải có hai cái stack, hai cái queue được.
toán này là câu toán là thu vào nguồn, và hãy được tìm được nguyên nhất này thì sẽ được nút nguồn và nút khác để sinh ra tất cả các cặp đường ngắn nhất giữa các thẳng đỉnh. Thì chúng ta hãy dùng toán gọi là Floyd-Watt-Shaw. Chúng ta tính toán được gọn nhất từ một đỉnh V đến một đỉnh D, chúng ta hãy dừng và toán một khi đường đã tìm ra. Cái này nói chung là gì? Cái phần mà biểu thị sẽ có là hai phương pháp. Pháp là phương pháp chiều rộng, chiều sâu. Và ngoài ra thì việc duyệt đó là cần tìm địa nhất trong toán discharge để tìm được địa nhất hai đỉnh. Và nếu mà hai đỉnh đường đi đó phải không âm, còn nếu mà có âm hoặc là ta muốn tìm được giữa các đỉnh ta thì phải có dùng phương pháp là Floyd-Watt-Shaw. Nó gọn như vậy. Tiên phần này là giới thiệu phần lại, sau đó quay vào slot hơn phần sau mới có.